Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đoàn Thiện Ân đã cất son đỏ, khoe nhan sắc thần tiên muội muội. Ông Nawaz, ngài có tiếc không? Cần mọi phong cách, nét đẹp trong veo của Đoàn Thiên Ân trong bộ ảnh mới xứng danh Best Face. Sau khi trở về nước từ cuộc thi Miss Grand International 2022, Đoàn Thiên Ân lần đầu tiên rũ bỏ hình tượng sắc sảo cá tính. Cô nàng mạnh tay hóa thân, thần tiên muội muội với phong cách trang điểm và trang phục nữ tính khiến dân tình không khỏi ngẩn ngơ. Rũ bỏ hình tượng tóc nâu môi trầm, cất luôn son đỏ. Thiên Ân thử sức với một phong cách dịu dàng và nhẹ nhàng, tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng. Trước sự chuyển hóa đầy mạo hiểm của Thiên Ân, cô nàng giành được cơn mưa lời khen của người hâm mộ khi hiểu và khai thác triệt để điểm mạnh của bản thân mình. Sở hữu gương mặt không góc chết, Miss Grand Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân thể hiện sự tự tin, tạo nên những xuất hình đậm chất thơ, xứng danh nữ thần thế hệ mới. Có thể thấy, từ những phong cách khá chững chạc của Miss Grand Việt Nam cho đến phong cách thanh lịch hay dịu dàng pha chút thơ thẩn, cô nàng đều có thể cân tất cả. Điều này khiến người hâm mộ càng trông chờ hơn vào những lần chuyển mình trong các hoạt động sắp đến của Thiên Ân. Trước lịch trình dày đặc, Đoàn Thiên Ân vẫn đang ấp ủ những dự án cá nhân nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng cũng như phát triển hình ảnh của bản thân trước công chúng. Gần đây, năng hậu cùng các chị em trong top 5 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã có những hoạt động đầu tiên cùng nhau soi đăng quang. Sắp tới, người hâm mộ của cô nàng sẽ cùng đón nhận một Đoàn Thiên Ân mới với những vai trò, hình ảnh đa dạng hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.